Vâng, xin chào anh em, là Tuấn đây. Hôm nay Tuấn có làm cái video này để giới thiệu về các cái mic. Mic hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em về mic không dây. Mic không dây rất là tiện lợi cho anh em trong việc cũng như là trong công việc kinh doanh. Thì ví dụ như anh em làm các cuộc phỏng vấn chẳng hạn, mình đây mình giới thiệu anh em nhá. Các cuộc phỏng vấn thì mình có mic không dây, mình cầm cái này có thể như là cái mic. Hoặc là cái thứ hai nó sẽ tăng thêm bằng cài vào áo đây. Đây bộ thu là rất là ấy, bộ phát là rất là ấy. Đây chưa mic không dây, ở đây ngồi một phát sẽ phát về mùa thu này, anh em hiểu không? Jack 3.5 thấy không, cắm vào cái jack chuyển này nữa, xong sẽ cắm vào cái bộ jack chuyển để cắm vào điện thoại. Nhớ anh em nhớ có lấy mua thì nhớ cắm cái đầu mic này, đừng cắm được nghe nhá, rồi cắm vào đây và jack chuyển vào điện thoại. Ok rồi thì anh em cắm cái này vào điện thoại rồi sẽ khởi động nguồn lên. Đấy, cái lợi ích của các cái mic không dây này, còn anh em có thể đi xa khoảng cái bộ thu cắm vào điện thoại, anh em đi xa khoảng 30m hay bao nhiêu này đều có tiếng ở lại hết, hiểu không, đều có tiếng hết. Và ngoài ra nó có hồi hộp tiếng, và cái pin này mình có thể thay thế thoải mái nhất. Anh em mình mua, mình trong 3 tháng mà hình thức là không thay đổi, mình sẽ đổi bao mới đổi mới cho anh em, và khi pin hỏng nó mình sẽ thay thế cho anh em được luôn, không phải đâu cả. Với cả các mic đắt tiền như bây giờ thì thị trường nó khoảng hơn 5 triệu, nhưng anh em không thể nào mà thay thế được pin, đúng không, rất khó kiếm pin để thay thế luôn đấy. Rồi thế ngoài ra thì cái bộ cũng là bộ như của nó, nhưng mà nó được khác nhau, bộ khác này nó có thêm jack chuyển, anh em hiểu không, tức là cái này cài vào áo như này rồi nhá, đúng không, cài áo để nói chuyện như này nhá. Còn ngoài ra thì nó cũng như thế, bộ thu như này có dây chuyển, anh em phần này anh em có thể để túi quần, sau đó là cái này để trên cũng cài áo như này. Ai cũng cài áo như này, không lẽ mình có thể đi xa, mình có thể đi xa mình nói chuyện người ta được, ok đấy chưa, đấy thì cái này có thể đàm thoại khoảng tầm 3-4 tiếng mà đi xa 3-4 mét nhá. Và cái mình sẽ hỗ trợ anh em bằng cách nếu có pin hỏng hay thế gì mình đổi rất là nhanh, bao đổi rất là nhanh. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình. Ok, tạm biệt anh em. Ok.